Hello, chào các bạn nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tiếp chuỗi các bài tập về chữ cái. Và hôm nay sẽ là chữ cái mở. Chúng ta sẽ phải tìm xem chữ cái mở ở đâu trong cụm từ hoa mai, mặt trăng, xe máy. Sau đó chúng ta sẽ khoanh tròn vào những cái chữ mở này. Tiếp theo là tô màu chữ cái mở rỗng và tô theo nét chữ cái mở viết thường. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện thôi. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ đi nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.